không mất thời gian của bạn, mình sẽ đi vào vấn đề chính và mình sẽ hướng dẫn bạn luôn. Mình bắt đầu nha. Thì đây mình sẽ liệt kê cho bạn những cái chủ đề hot rất là hay, bạn có thể kiếm tiền và có thể tạo ra những cái video dạng giống như vậy. Bởi vì mình đã làm nhiều video trên YouTube cũng như mình đã tìm hiểu những cái kênh khác và những cái video thịnh hành hiện nay, thì mình xin giới thiệu cho bạn đây là những cái chủ đề mà bạn có thể tham gia để bạn có thể kiếm tiền trên YouTube ngay từ bây giờ. Nó rất là dễ, bởi vì những cái chủ đề này bạn hoàn toàn có thể làm content cũng như là bạn có thể làm re-up, và bạn dễ dàng tìm những cái video và những cái dữ liệu để làm những cái video dạng như thế này rất là dễ. Rồi, đầu tiên là mình có cái chủ đề về nhạc EDM. Đây là những cái video dạng như là nhạc nền á, nhạc nền, nhạc điện tử, nó gọi nôm na là nhạc điện tử. Thì đây là cái trào lưu mới hiện nay, người ta làm những cái video dạng như vậy, và rất rất nhiều kênh về chủ đề này đang được mọc lên. Do đó nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì bạn cũng có thể làm được những cái video dạng như vậy. Ở phần sau cũng như là những cái video sau, mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách bạn làm ra những cái video cho từng loại chủ đề luôn. Còn cái video này mình chỉ giới thiệu để bạn có định hướng cũng như bạn hiểu được, bạn biết được những cái chủ đề hot và những cái chủ đề dễ kiếm tiền trên YouTube ha. Rồi, tiếp theo ngoài cái chủ đề này thì ta có chủ đề chơi game, giáo dục cho trẻ em. Chủ đề này cũng rất là hay, rất là dễ làm. Chúng ta có thể làm chủ đề này bằng việc tự quay phim khi các bạn chơi game trên máy tính, cũng như là có phần mềm mà các bạn có thể quay lại khi các bạn chơi game trên chính smartphone của bạn nữa. Thì ở video sau mình sẽ chỉ bạn cách làm những cái video dạng như vậy luôn. Tiếp theo là vấn đề là tiếp theo là phần nhạc hòa tấu, nhạc thiền, nhạc Phật giáo, thì đây là một cái chủ đề cũng rất là hot. Tiếp theo nữa là chủ đề về những cái hình ảnh hài hước và chủ đề về dạy trẻ em học đếm, học những cái con vật. Tiếp theo là chủ đề rất là tuyệt vời, đó là chơi game. Và cái game đang rất là hot đó là game Tom and Jerry. Cái game này bạn chỉ cần cài lên máy tính bạn và bạn quay lại màn hình và bạn đăng lên, nếu bạn làm SEO tốt thì cái lượt view nó rất là khổng lồ. Bạn biết có một cái kênh họ làm những cái video dạng như vậy và chỉ trong vòng một thời gian thôi, một tuần thôi, thì họ đạt được cả triệu view rồi, rất là dễ. Rồi tiếp theo là những cái video dạng như hài hước, rồi những cái tin tức thời sự về những cái người nổi tiếng. Thì đây cũng là những cái chủ đề bạn có thể làm re-up rất là dễ. Bạn dễ dàng tìm những cái hình ảnh cũng như những cái nội dung để bạn làm những cái này rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình sẽ demo cho bạn những cái kênh nó đang thành công với những cái lĩnh vực này để bạn hiểu và bạn có thể làm giống như vậy cho kênh của bạn ha. Đầu tiên là nhạc EDM. Đây là một cái chủ đề rất là hot mới phát triển gần đây. Nhạc EDM tức là nhạc điện tử đó bạn. Thì bạn thấy ở đây có rất nhiều kênh đang làm về chủ đề này và lượt view rất là tốt. 1 triệu con view rồi nè, 4 tháng 129.000, 1,6 triệu nè, 3 tháng lượt view rất là tốt. Cái này làm rất là dễ, mình mở thử cho bạn xem. Thì cái dạng nhạc EDM này bạn hoàn toàn có thể làm được giống như vậy. Về phần nội dung á, có hai cách bạn có thể làm bằng việc sử dụng một cái hình. Nếu bạn không có video đẹp thì bạn có thể sử dụng một cái hình tĩnh, bạn download những cái thư viện nhạc MP3, nhạc EDM miễn phí, bạn gắn vô để bạn tạo ra một cái file video cho bạn. Ở trên YouTube nó có rất nhiều kênh cho bạn download cái nhạc EDM miễn phí, không sợ bản quyền. Do đó bạn chỉ cần tìm một cái hình ảnh đẹp mà bạn gắn vô cái phần audio là bạn có ngay một cái kênh có thật là nhiều cái video dạng như thế này để bạn theo xu hướng hiện nay ha.
Và ở cái video sau mình sẽ chỉ bạn luôn cách bạn làm ra một cái video nhạc EDM như thế nào, và cách làm nhạc EDM từ một cái hành tinh, cũng như là việc lấy cái video nền, video chuyển động, cái video quay quay nền á, nó không bị bản quyền, các bạn có thể làm cho cái video bạn trở nên sinh động hơn. Rồi tiếp theo là chủ đề chơi game cho trẻ em. Ở đây nè, mình thử search cái từ khóa là game học chữ, thì bạn thấy nè, bạn hoàn toàn có thể làm được những cái chủ đề này rất là dễ nè. 4 triệu được xem rồi nè, một cái kênh nè chỉ có 6 phút thôi. VCD, bé làm quen với chữ cái. Cái này chỉ có 6 phút thôi mà có 4 triệu người xem rồi nè, bạn thấy không? Đó, bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy. Bạn không cần phải làm hiệu ứng đẹp như vậy đâu. Bạn chỉ cần tìm những cái hình ảnh có chữ O, và bạn có thể tìm một cái bài nhạc nền nào đó nó dạy về học chữ, bạn gắn vô để bạn làm cái video content giống như vậy. Thì cái video sau mình sẽ chỉ bạn làm nó ha. Cái này mình chỉ đưa bạn cái định hướng để bạn biết cách làm thôi, chứ mình không có đi sâu vào chi tiết, bởi vì phần chi tiết mình dành cho những cái video sau ha. Tiếp theo, một cái chủ đề rất là hay nữa, nhạc hòa tấu. Là mình sợ từ nhạc thiền yoga thì ở đây cũng có rất nhiều cái video đạt lượt view tốt nè, bạn thấy nè, tới 2 triệu view nè. Cái việc là bạn tạo ra cái video này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần tìm hình ảnh hoặc là cái video background chuyển động đẹp. Rồi tiếp theo bạn tìm cái audio nhạc hòa tấu, nhạc thiền miễn phí. Thế là bạn có thể ghép vào, bạn tạo ra cái video cho riêng bạn. Để bạn đặt tiêu đề và bạn theo cái xu hướng hiện nay, để bạn có thể ăn đề xuất từ những cái video triệu view như thế này. Ha, rất là dễ. Ở cái video sau bạn sẽ biết cách làm chi tiết như thế nào. Rồi tiếp theo là chủ đề hài hước. Cái này, chủ đề này cũng rất nhiều người đang làm, bởi vì nó có thể re-up thoải mái, nó không sợ bản quyền nhiều những cái chủ đề khác. Nè, mình sẽ thử cái từ top ảnh hài hước. Nè, bạn thấy có một cái kênh, một cái video, một cái kênh 4 triệu view với một cái hình rất là ấn tượng. Thì cái này, video này còn dễ làm hơn nữa, bạn xem ha. Có rất nhiều cái video nó đơn giản, bạn không ngờ nhưng bạn có thể kiếm được rất nhiều người xem. Bạn xem ha. Đó, bạn thấy không? Thật là dễ đúng không? Cái này chỉ cần tìm những cái hình ảnh, hoặc là bạn đi đường bạn thấy những cái hình ảnh nào vui, thú vị, bạn chụp lại để dành, và bạn kiếm cái nhạc nền không bản quyền mà gán vô. Thế là bạn có thể có một cái video triệu view rồi, đặt cái tiêu đề gì đó cho nó hot một chút. Thậm chí những cái hình này có khi không phải là hình thật mà là hình qua chỉnh sửa Photoshop rồi nữa không chừng. Do đó bạn hoàn toàn có thể làm những cái video content như thế này và thu hút được rất nhiều người tò mò xem, bạn thấy không? Đó là một cái thị trường cho bạn có thể thử sức, mà bạn có thể áp dụng cho kênh của bạn đó. Mình chắc là cái thị trường này rất là dễ làm. Rồi tiếp theo là những cái chủ đề về dạy trẻ em học, thì cái này nó cũng giống như cái chủ đề này, thì ở video sau mình sẽ demo cho bạn ha. Rồi cái phần tiếp theo mình sẽ demo cho bạn là cái phần chơi game. Cái này cũng rất là tuyệt vời. Đây nè, bạn có thể sạch từ khóa Tom & Jerry game. Thì cái game này nó có trên desktop cũng như trên máy, trên smartphone. Nè, bạn thấy nè, có những cái video chỉ có 18 phút mà nó đạt 1 triệu 8 lượt view nè. 3 tuần thời gian mới đây thôi. Bạn bấm thử ha. Bạn hoàn toàn có thể làm những cái video giống như vậy.
Cái này nó làm, cái này là cái game trên hệ điều hành iOS nè. Bạn có thể cài vô cái điện thoại của bạn và bạn quay lại màn hình cái game đó. Thế là bạn có một cái video từ việc bạn chính chính tay bạn chơi cái game đó. Do đó bạn không sợ bị bản quyền đâu. Rất là dễ. Đây, bạn có thể, đây là cái màn hình mà quay lại từ cái smartphone của bạn đó. Thì ở cái video sau mình sẽ chỉ bằng cách làm thế nào để có thể tự cài những cái game đang hot và bạn chơi và bạn quay lại luôn cái thao tác bạn đang chơi để bạn có thể sản xuất ra những cái video dạng như vậy để kiếm được rất nhiều lượt view. Bạn thấy không? Còn những cái chủ đề khác thì ở những cái video sau bạn sẽ hiểu được cách làm như thế nào. Thì trên đây là toàn bộ những cái chủ đề bạn có thể sử dụng và áp dụng cho kênh của bạn để có những cái content thật là hấp dẫn và theo xu hướng hiện nay. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi video hướng dẫn từ đầu đến giờ của mình. Nếu bạn thích video, hãy like cũng như chia sẻ cái video này cho bạn bè của bạn xem nữa nhé. Và đặc biệt, hãy đăng ký kênh của mình ngay để nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo của mình nữa. Ở video sau, mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm video cho từng chủ đề mình đã hướng dẫn từ đầu cái video này ha. Mình sẽ làm từng phần cho bạn biết ở mỗi chủ đề riêng thì mình làm video như thế nào để hiệu quả. Thì nếu bạn có thắc mắc gì, bạn hãy comment bên dưới cái video này, mình sẽ hướng dẫn lại cho bạn. Đặc biệt nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những cái bí quyết kiếm tiền trên YouTube nữa thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới mô tả cái video này. Thì đó là cái khóa học mình đã đăng ký học rồi. Và mình biết được những cái bí quyết kiếm tiền trên YouTube rất là hay, nên mình muốn chia sẻ cho bạn để bạn cũng có cơ hội để bạn nắm được những cái bí quyết này. Bạn không thể tìm những cái bí quyết này ở đâu, trên Internet cũng như trên Google. Bởi vì đây là những cái bí quyết của những người thành công, những người đã kiếm tiền trên YouTube lâu năm rồi. Họ tự đúc kết ra từ những cái kinh nghiệm của họ làm nhiều kênh. Do đó nếu bạn học được những kinh nghiệm này thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cái kênh của bạn chắc chắn sẽ lớn mạnh rất là nhanh. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc bạn thành công và sớm sở hữu cho mình những cái bí quyết kiếm tiền trên YouTube tuyệt đỉnh. Xin chào.